Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Trong video chia sẻ ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với dự án để nhận 100 cái token FLX. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó thì làm các nhiệm vụ chatbot nhé. Tiếp theo chọn Start này. Rồi, Join Airdrop này. Sau đó join vào Telegram này. Rồi, quay lại, tiếp tục join vào channel. Rồi, quay lại, follow Twitter và retweet. Theo dõi này. Rồi, like và retweet. Sau đó quay trở về. Tiếp tục rơi vào Discord. Rồi, mọi người sẽ xác minh trong Discord nhé. Ok, quay trở về này. Đăng ký ở trên Instagram. Chọn theo dõi. Sau đó quay trở lại. Tiếp tục rơi vào Reddit. Bấm chọn join này. Rồi, sau đó quay trở về. Tiếp tục là join vào kênh liên kết và retweet bài đăng trong kênh liên kết này. Rồi, tìm đến cái bài đăng của nó nhé. Rồi, ở đây mọi người like và retweet. Sau đó quay trở lại với bot. Bấm chọn retweet này. Rồi, xác minh hình ảnh đi này. Sau đó gửi địa chỉ email. Tiếp theo gửi địa chỉ ví. Rồi, gửi profiling của Twitter. Rồi, tiếp tục gửi đường link retweet bài đăng. Chọn chia sẻ này, sao chép liên kết. Sau đó quay trở về, mọi người sẽ gửi vào đây. Chọn I have a join. Nhập username của Discord. Rồi, chọn I have rồi. Gửi profiling của Instagram. Copy luôn cái đường link này nhé. Chỉnh sửa lại username thôi. Rồi, I have rồi. Sau đó gửi profiling của Reddit. Mọi người quay lại Reddit cho mình. Rồi, trở về trang chủ của Reddit này. Bấm chọn vào avatar này. Rồi, chọn mục My Profile. Sau đó bấm chọn chia sẻ này. Chọn Share Profile. Và sao chép cái này. Quay trở về bot. Rồi, I have a joy. Chọn tiếp một lần nữa. Chọn Don't. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia vào dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.